Thưa quý vị, nhân dịp đầu xuân năm 2022, sáng nay, Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê tổ chức lễ hội cầu cư thường niên nhằm động viên khuyến khích người dân vươn khơi bám biển trong năm. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên năm nay lễ hội cầu cư được quận Thanh Khê tổ chức nhanh gọn, tiết giảm đi nhiều nội dung và chỉ tập trung vào việc dân hương, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Phần lễ được chia sang tại ba đình làng thuộc phường Thanh Khê Tây, Thanh Khê Đông và Xuân Hà. Phần hội được tổ chức sau vài ngày với các nội dung như thể thao bãi biển đua thuyền đăng lưới mùa hát bả trạo từ bao đời nay lễ hội cầu ngư là một sản phẩm văn hóa đặc trưng của cộng đồng cư dân vùng biển trung bộ và nam bộ việt nam gắn với tiếng cưỡng thờ cúng cá ông đối với đời sống cộng đồng cư dân biển như tại quận Thanh Khê, lễ hội cầu ngư là lễ trọng lớn nhất trong năm vì đây là lễ hội cầu mùa, cầu ngư và lễ tế ngư thần và cầu xin ban cho một năm trời yên biển lặng, tôm cá hết đại khoang, góp phần động viên khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển, vừa làm giàu cho bản thân vừa bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.